Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo điện thoại chuyên xe Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa ha. Vị trí em đang đứng đây là sau lưng chợ Hòa Long luôn nha anh chị. Cách chợ Hòa Long nó đâu đó khoảng tầm là vài trăm mét thôi nha anh chị, khoảng tầm 300 mét đổ về thôi. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một căn nhà mặt tiền đường bê tông này luôn nha anh chị. Căn nhà lúc nãy em đang đứng đó luôn ha. Đó, ngay đó luôn. Nhưng mà trước khi vào cái sản phẩm em xin giới thiệu cho anh chị là vị trí ở đây ha. Mình ra đây một chút xíu là đường nhựa rồi nha anh chị. Cách khoảng tầm vài căn nhà là đường nhựa rồi. Thông thường hết nha. Đây. Khu dân cư ở đây là kính kình kịch rồi, tại vì ở đây là Hòa Long của thành phố Bà Rịa nhưng mà gần chợ nữa anh chị ha. Nên là khu dân cư rất là đông luôn. Đường thông thường đây ra chợ này. Ra đường nhựa lớn đây là khoảng tầm là chắc một khoảng tầm một, chưa tới 100 mét ha. Xong rồi ra khoảng tầm là 200 mét nữa là ra chợ luôn. Tí nữa em sẽ quay cho anh chị xem. Thì hôm nay là chủ có gửi cho em một căn nhà với tổng diện tích là 166,9 mét vuông. Nhà của mình là quay về hướng Tây Bắc nha anh chị. Khu dân cư rất đông đúc luôn. Nhưng mà anh Hải này nói chung thực sự anh sáng anh có gặp em, anh có nói là đang rất là kẹt tiền ha, và mong muốn bán gấp căn nhà này. Bán mặt tiền của mình là 12m7 lần nha anh chị. Trên đất của mình là có một căn nhà cấp 4 và có một cái căn phòng nhỏ nữa ha. Đây. Đây nha anh chị. Nằm ngay trung tâm của Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Thì em xin chỉ là rành móc đây nha anh chị. Từ cái mí này nha. Từ cái mí bên này. Bám mặt tiền đây. Là 12m7 gần 13m nha anh chị. Đây. Tới đây nè. Đây, mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha. Trên đất của mình là có nhà cấp 4 này mà có một cái phòng nhỏ nhỏ bên này nha anh chị. Đó. Ngang là 12m7, sâu vào trong là 16m. Thì hiện tại là em xin nói luôn là cái nhà của mình hiện tại là tốt hậu nha. Phía sau mình là còn 7m. Nói chung là tí nữa em sẽ cho anh chị xem bản quy hoạch nè, rồi sổ pháp lý ha. Nhà của mình chủ đã lên 80 mét thổ cư rồi anh chị. Phía bên này là có cái phòng mình này ha. Để em đi xung quanh đây xong rồi em vào căn nhà cấp 4 này cho anh chị xem ha. Đây. Phía trong này có cái phòng. Mình thiết kế đây phòng ngủ hoặc cái kho cũng được nha anh chị. Mình có thể cho thuê bên này cũng khá là ok ha. Anh chị nào thích thì mình ở, không thì mình cho thuê ha. Chủ là cái nhà, phía bên này có căn nhà cấp 4 khá là kiên cố luôn nè. Bên này ha. Để em quay là cái vườn, mình còn cái vườn phía sau nữa nha anh chị. Sâu vào trong này là 16m, phía sau mình là còn 7m nha anh chị. Đây. Phía sau mình là từ cái mấy kia, từ cái mấy kia ha. Qua ngay cái cây sòi này là 7m. Nói chung phía sau mình còn đất trống nữa ha. Mình có thể san lấp cao ráo bằng phẳng đây, mình trồng rau, thả cá, nuôi gà đây ha, cũng khá là ok. Đó, chỉ vậy thôi. Tại vì đất phía sau mình nó tốt hậu còn 7m thôi nha anh chị. Phía trước đây là có căn nhà cấp 4 này. Anh Hải hiện tại đang mong muốn với giá là 3 tỷ nha. 3 tỷ. Anh chị nào thiện chí thì gặp trực tiếp ha. Anh Hải làm việc luôn. Đây, đây là anh Hải nè. Đó, để em quay vô nhà. Cho con quay sơ bà nha. Cho con quay sơ. Đây. Đó, nhà cấp 4 mình đây, nhà cũ rồi nha anh chị. Nói chung anh Hải, nhà của anh Hải thì cũng khá lâu rồi, mấy chục năm rồi. Nhà xưa giờ luôn nha anh chị. Đây, nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Nhà này có hai phòng nha, đây một phòng này và đây một phòng. Nói chung bán vị trí thôi nha anh chị. Đây ha. Còn phía sau mình là toilet. Còn đây là phòng bếp nha. Đây là không gian phòng bếp. Đây là cửa hông đường lùng phía bên này ha. Anh chị nào mà đang tìm vị trí gần Hòa Long ha, gần chợ Hòa Long, inbox liền cho em nha. Bây giờ em sẽ quay ra. Dạ. Đây anh chị. Nhà của mình là hiện tại quay về hướng Tây Bắc nha. Thì hiện tại thì đường bê tông ô tô, nhưng mà trên quy hoạch của mình là đây anh chị, có con đường đây
Đường này là thông ra đường luôn nha, thông ra tỉnh lộ 52, thông ra ngay chợ Hòa Long luôn. Đây, để em chỉ con đường đây nè, chuẩn bị nó làm nha anh chị. Đây, con đường này là khoảng tầm là 25m nha. Từ đây, con đường từ đây nè. Anh chị thấy ở đây người ta không xây nhà đúng không? Đó, tại vì ở đây là có con đường rồi. Đây, từ cái mí này nè, qua thẳng cái nhà bên kia, đây là khoảng tầm là 25m, gần 30m nha. À, là có một con đường bắn thẳng về song song với chợ luôn. À, thì sau này anh chị đi con đường lớn này, à, đi ra đây nè, rất là tiện luôn nha. À, vào đây. À, bây giờ mình đi ô tô vẫn được nha anh chị. Bây giờ đi đường bê tông ô tô vẫn được luôn. Nhưng mà trên quy hoạch của mình là có con đường đây. Tôi cuối video em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem, con đường khá to luôn. À, sau này anh chị ra con đường to này rất là tiện luôn. Còn hướng bên kia đi cũng được nha anh chị. Bây giờ em di chuyển ra ngay chợ Hòa Long cho anh chị xem ha. À, hiện tại anh Hải đang mong muốn với giá 3 tỷ nha. Anh chị quan tâm thì liên hệ liền nha. Đây anh chị, thì lúc nãy em quay ra đường nhựa, à, cũng ra chợ Hòa Long được luôn. Thì bây giờ em sẽ quay đi đường bê tông này. À, quay ra tỉnh lộ 52 luôn nha anh chị. Đây, ra đây là đường nhựa lớn rồi. Anh chị đi đường nào cũng thông ra đường nhựa hết nha anh chị. Nhưng mà để ra chợ Hòa Long thì đi hướng này gần hơn ha. Ở đây thì khu dân cư kín kinh kịch luôn rồi. Đây. À, là đối diện là đường đi vào của mình là trạm y tế của xã Hòa Long. Đây, trạm y tế xã Hòa Long nha. À, lên đây là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì đường tỉnh lộ 52 này là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha anh chị. À, mình rẽ trái hướng này là về vòng xoay Hòa Long, đi về trung tâm thành phố Bà Rịa ha, về bệnh viện Bà Rịa. À, về ủy ban ha. Về bến xe Bà Rịa luôn. Về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại là anh chị lên đây là lên chợ. À, chợ Hòa Long. Thì hướng này là cũng là hướng đi về Long Tân, đi về Đất Đỏ, đi về vòng xoay Tượng Đài Mẹ Võ Thị Sáu này, đi về biển ha. Về biển Phước Hải, cách biển Phước Hải nó đâu đó khoảng tầm là 20 phút đi xe nha anh chị. Lúc nãy là phía sau nhà mình là có một con đường nhựa đi thông ra chợ luôn nha anh chị. À, nhưng mà em không đi đường đó ha, em đi đường ngoài. Đây. À, đây là chợ Hòa Long đây ha. À, anh chị quan tâm căn nhà này thì inbox liền cho em ngay chợ Hòa Long nha. Giá chỉ có 3 tỷ còn bớt ha. Anh chị quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ luôn. Cách chợ này khoảng tầm 300m nha anh chị. Đây chợ Hòa Long. À, chợ mùa Hòa Long này là mua bán ngày đêm luôn nha anh chị. Rất là sầm uất. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Đây, mình là sổ sẵn, sổ mới anh chị, sổ 2023 này, công chứng sang tên ngay luôn nha. Địa thửa đất số là 1534 tờ bản đồ 12, địa chỉ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích 166,9m2. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 80m thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình, ngang là 12m7, sâu vào trong là 16m, phía sau tốp hậu còn 7m nha anh chị. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Mình là phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị nha anh chị. 166,9 đất ở đô thị, không có bị dính giao thông gì hết ha. Ngang là 12m7, sâu vào trong là 16m, phía sau mình tốp hậu còn 7m ha. Thì trên quy hoạch của mình là sau này có con đường khá to luôn nha anh chị. Đây, à, con đường này ha. Ra đây theo em nghĩ sau này khoảng tầm 1 căn 2 căn là tới con đường 25m ha. À, ở đây thì anh chị cũng đã thấy là khu dân cư là kính kinh kịch này. Đây, à, nhà mình ra đây là chợ Hòa Long anh chị. Cách chợ Hòa Long còn tầm chưa tới 300m ha. Ra đây rất là gần luôn. À, lúc nãy em quay ra đường 52, tỉnh lộ 52 xong rồi rẽ phải Hòa Long. Còn nếu anh chị đi phía sau này, ra đường nhựa lớn này. Đây, anh chị ra đường nhựa lớn này, đi ra chợ Hòa Long rất là gần, đây là chợ rồi. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ mời anh chị xem vị trí ở đây ha. Vị trí mình là ngay chấm đỏ nha anh chị ha. Ra đây là tỉnh lộ 52 này. Còn đây là chợ Hòa Long, sát với chợ Hòa Long, sau lưng chợ là Hòa Long ha. Còn đây là ủy ban Hòa Long này, rồi trạm y tế Hòa Long ha. Còn rẽ trái đây là vòng xoay Hòa Long nha anh chị. Thì đường tỉnh lộ 52 nếu mà anh chị đi theo đường tỉnh lộ rẽ trái là đi về trung tâm thành phố Bà Rịa này. Rồi phòng khám đa khoa, bệnh viện Bà Rịa ha. Đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa đây.
bến xe Bà Rịa đây ha. Còn nếu mà anh chị rẽ phải đây là đi về hướng Long Tân nha anh chị. Đây, anh chị đi về chợ Long Tân. Về theo tỉnh lộ này đi về vòng xoay Đất Đỏ và đi thẳng hết đường này là đi về biển Phước Hải nha anh chị. Đây, đây là làng chài Phước Hải, bờ kè Phước Hải ha. Còn nếu mà anh chị di chuyển ngược về thành quốc lộ 51 đi về Phú Mỹ, đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó đâu đó khoảng tầm là 80 km ha. Còn anh chị di chuyển ngược về thành phố Vũng Tàu thì nó đâu đó khoảng tầm là 18 km. Anh chị nào mà đang tìm vị trí gần chợ Hòa Long, inbox liền cho em căn nhà này ha. Vị trí của mình thì rất là ok rồi, không phải bàn tới ha, chỉ là tốp hậu một chút xíu thôi. Thì nhờ cái tốp hậu thì mình mới có được cái giá 3 tỷ này nha anh chị. Quan tâm thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha anh chị.